Trở lại với cái OM18 cái tay của cậu 99 nha các bạn. Đây. Nói về cái độ kỹ lưỡng cậu 9 rất kỹ nha các bạn. Không biết ông đang có cái hiện tượng đổ nhớt ở phía dưới. Thì đổ nhớt và thuốc như vậy thì mình không biết là cậu 9 ông đổ chuột hay là ông đổ gầy phấn trắng. Thì gầy phấn trắng trên lúa ông cũng khá nhiều nha các bạn. Và nó cũng ảnh hưởng lá chừng. Thì cái ưu điểm của cái tai các bạn là mau phát triển, nhẹ phân hơn lúa cấy mái. Hồi xưa các bạn thì khi mà mình lần đầu tiên mình làm lúa đó các bạn, thì mình hay đi thăm lúa của cậu 9. Tại vì lúa ông rất là đẹp, chỗ lên nó đẹp lắm các bạn. Ổng làm là nó chỗ lên cái hì, mà đặc biệt là lúa cậu 9 là nó bằng phẳng nha các bạn, chứ nó không phải như kiểu như lúa của anh Lành là nó có nó hót hót nha các bạn. Lúa của anh Lành là cũng có chỗ dày chỗ thưa, thì nó chỗ cao chỗ thấp nha các bạn, nó hót hót. Còn đặc biệt cậu 99 là cái đất của ổng các bạn, cậu 9 ổng làm đất rất là kỹ. Thì nó về cái mặt ruộng là nói về, mà nói mà đất đẹp đó, thì nó ở cái huyện Cờ Đỏ nha các bạn, chứ mình không nói khu vực xã, nó thường quá. Cái huyện Cờ Đỏ mà nói đất đẹp thì không có đất nào đẹp bằng đất cậu 99 các bạn. Cái đó là một sự thật. Mình là người ở địa phương, mình ở gần gũi đất, mình cũng gần đó thì mình biết đó là một sự thật rất là bằng. Thì cái đất bằng như vậy đó các bạn, và cái cách chăm sóc kỹ thì cậu 9 này ổng cũng hay là bón phân, xịt thuốc nhà không các bạn. Thì nó cái độ đồng đều đó các bạn, thì nó rất đồng đều đó các bạn, thấy không? Bằng như tấm giấy ngựa luôn các bạn. Đó. Và đặc biệt là cái OM18 cái tay này thì không biết năm nay do cái kỹ thuật hay là cái gì như thế nào thì mình không biết, nhưng mà có vẻ lúa cậu 9 là bông cũng không có được to lắm các bạn. Bông cũng nhỏ không to. Và bữa nay này nó đã chỗ sẹt một phần rồi đó các bạn. Cậu 9 năm nay ổng cái kỹ thuật ông áp dụng kỹ thuật mới hay sao không biết, thì dàn lúa nó cũng vừa thôi các bạn. Dàn lúa nó không dữ như mọi năm. Mọi năm cậu 99 lập dàn lúa dữ. Nói chung thì năm nay cũng thường, không dữ. Này các bạn thấy không, chỗ lên chiều cao cây thì nó nằm khoảng 7 tấc. Không biết là yếu tố gì, kỹ thuật như thế nào thì mình không biết nha các bạn. Mỗi năm là các bạn là đi thăm vườn lúa cậu 9 là các bạn đi không nổi đâu. Hôm nay cậu 9 thì ông làm rất là son lá. Đây. Cái tay thì nó khỏe hơn cái máy lắm nha các bạn. Nó mau bén rễ hồi xanh. Và cái khâu chăm sóc cũng dễ. Bông thì tầm khoảng 1 tấc 8 đến 2 tấc các bạn, không bự. Lúa xạ ở đây bông cũng dữ. Lúa xạ của chú hai chiều nè các bạn. Này cậu 9 cặp ganh. Hôm nay có vẻ là ổng làm cậu 9 này ổng làm kỹ thuật khác các bạn. Kỹ thuật
Bình thường là cái lúa cầu chín chiến mà khi chỗ các bạn là nó cao hơn lúa chú hay chịu khoảng 1 tấc. Mà năm nay là thấp hơn. Rồi thôi mình vô đây các bạn, nắng quá.